Xin chào các bạn, như đã hứa thì ngày hôm nay siêu thị mỹ phẩm sẽ review đến các bạn bộ sản phẩm làm sạch sâu cho làn da. Và sản phẩm đầu tiên mà Dương sẽ review cho các bạn đó là kem tẩy tế bào chết Living Nature In Revive Exfoliant này đây. Thời gian qua, Living Nature là thương hiệu mà siêu thị mỹ phẩm chọn để trải nghiệm và giới thiệu đến các bạn. Bởi vì thứ nhất, tất cả sản phẩm chăm sóc da của Living Nature đều được công nhận là hoàn toàn tự nhiên, khai thác hết sự tinh khiết, khả năng nuôi dưỡng và chữa bệnh của các loại cây bản địa ở New Zealand. Đặc biệt, một điểm được đánh giá rất cao ở Living Nature đó là giấy và bao bì sản phẩm có nguồn gốc từ rừng và có thể tái chế. Mực in trên sản phẩm cũng không có dioxin và clo, rất thân thiện với môi trường. Chính vì vậy mà Living Nature được chứng nhận bởi BDIH của Đức. Quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay thì đây là một sản phẩm của Living Nature. Đây là một loại kem tẩy tế bào chết mà có chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Nó có thể sử dụng cho mọi loại da, kể cả da mụn và da nhạy cảm nhất. Và đây, sản phẩm này thì có hai tác dụng, đó là tẩy tế bào chết và làm sạch da. Những người có làn da mụn hoặc là làn da nhạy cảm thường được khuyên là không nên tẩy tế bào chết vì sự tác động này sẽ khiến da dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn nữa. Sản phẩm tẩy tế bào chết của Living Nature sử dụng các hạt jojoba và hạt candelia, hay còn gọi là sáp tự nhiên, hoàn toàn có thể phân hủy sinh học, không gây hại cho hệ sinh thái. Có nghĩa là việc tẩy tế bào chết này sẽ không gây hại cho da, thay vào đó thì sẽ làm da mềm mịn hơn và ít bị bít tắc bởi lỗ chân lông. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điểm nổi bật nhất của sản phẩm này mang lại đâu. Mà điểm nổi bật nhất nằm ở chiết xuất Kumerahau. Kumerahau rất giàu phytosaborin, cung cấp hoạt động kháng khuẩn mạnh mẽ, đồng thời giúp xoa dịu và giữ độ ẩm tự nhiên trên da rất hiệu quả. Nó giúp nhẹ nhàng hòa tan dầu thừa, bụi bẩn và cặn bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông, tái các tế bào chết khỏi da nhưng không làm ảnh hưởng đến vùng da nhạy cảm, tạo điều kiện tái tạo các tế bào da mới. Sau khi rửa sạch mặt với sữa rửa mặt, các bạn lấy một lượng kem vừa đủ chấm lên các vùng trán, cằm, hai bên má và mũi, rồi từ từ thoa đều kem lên da và massage theo vòng tròn, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Hãy để các ngón tay lướt nhẹ nhàng như thế này thôi nhé, để da không bị tổn thương. Thực hiện như vậy 1 đến 2 phút rồi rửa sạch lại với nước. Sử dụng 2 đến 3 lần mỗi tuần để giúp da được sạch, được khỏe nhé. Sau một thời gian sử dụng kem tẩy tế bào chết King Refine Exfoliant này thì Dương thấy khả năng làm sạch của em này vô cùng đáng kinh ngạc luôn. Da rất là sạch, không hề có cảm giác khô căng hay là bị bết rít, mà ngược lại còn rất là ẩm, rất là mịn nữa. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có một mùi hương từ cỏ cây thảo mộc, nên khi dùng thì có cảm giác rất là dễ chịu và thư giãn vô cùng. Việc tẩy tế bào chết định kỳ cho làn da là vô cùng cần thiết và quan trọng. Siêu thị mỹ phẩm đã làm riêng một video để hướng dẫn tường tận về việc này, các bạn có thể xem lại nhé. Nếu các bạn ghét việc sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa hạt nhựa và muốn tìm kiếm một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường, thì kem tẩy tế bào chết Skin Revive Exfoliant của Living Nature này là một lựa chọn hoàn toàn lý tưởng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm thì các bạn hãy để lại comment phía dưới video này hoặc là truy cập vào website siêu thị mỹ phẩm.vn nhé. Và đừng quên like và subscribe để chờ đón video review nước tẩy trang của Living Nature tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. Everything changes.